Các em siêu quý chúng ta cùng nhau đến với một cái bài toán xuất hiện trong cái đề chính thức năm 2018, và đây là một trong những câu khó của đề đấy. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để sao cho cái hàm số đó là y bằng x mũ 8 này. Rồi, cộng với m trừ đi 2 nhân với x mũ mấy đấy? Mũ 5 này. Trừ đi m bình phương trừ đi 4 nhân với x mũ mấy đấy? X mũ 4 này. Cộng 1. Câu hỏi của bài toán là gì? Hàm số này sẽ đạt cực tiểu tại x bằng 0. Người ta yêu cầu các em tìm xem là có bao nhiêu giá trị nguyên của m. Đúng nhỉ? Chúng ta sẽ cố gắng đi tìm m ra. Thì bây giờ các em nghe này. Bài toán này xuất hiện trong cái đề chính thức năm 2018, và đây là một câu trong những câu khó của đề đấy, và rất nhiều các anh chị khóa 2K1 của đề năm 2018 ấy không làm được. Đấy. Tính đến thời điểm năm 2018 thì bài này khó, nhưng mà đến năm 2019 thì đây nó là một bài toán mà có thể tổng quát thành dạng rồi. Năm 2020 cũng như vậy, 2021 cũng như vậy. Nhưng tuy nhiên là đối với những học sinh mà mới học về cực trị thì đây là một những bài toán nó cũng tương đối khó hiểu. Bài này thì về mặt cơ bản thì các em có thể giải quyết theo hai cách. Trong đó cách một là các em hướng đến cái thiên hướng bản chất, là cái thiên hướng mà các em xem được cái dấu của cái y phẩy sẽ đổi dấu. Khi x đi qua điểm 0 nó phải đổi dấu từ âm sang dương thì mới là cực tiểu. Đấy là cách mà thiên hướng về bản chất. Cách thứ hai là các em tính đạo hàm cấp cao, cụ thể ở đây là thầy sẽ đạo hàm cấp 4. Nhưng mà cách thứ hai thì là cách mà nó sẽ tức là nó sẽ nhanh hơn một chút, tuy nhiên nó liên quan đến thiên hướng mẹo mực hơn một chút. Thì bây giờ thầy sẽ nói đến cái cách bản chất trước nhá. Đó. Rồi, đối với cái dạng bài toán này nhá, đối với cái dạng bài toán này chúng ta sẽ làm cho thầy như sau. Trước hết muốn đạt cực tiểu tại x bằng 0, các em phải hiểu đây. Hàm số này là hàm số có đạo hàm trên R, đúng nhờ? Rõ ràng hàm số này có đạo hàm trên R, cụ thể là y phẩy cho nó tính được là bằng 8x mũ 7 này cộng với 5 lần m trừ 2 nhân với x mũ 4 này trừ đi 4 lần m bình phương trừ 4 nhân với x mũ 3. Hàm số này có đạo hàm trên R, đúng nhờ? Với mọi x thuộc R thì đạo hàm của hàm số như vậy. Và để mà hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 0, các em chú ý nhá, thì y phẩy của chúng ta nó phải đổi dấu, chắc chắn rồi. Nó phải đổi dấu khi x đi qua 0, nó phải đổi dấu. Khi x đi qua 0, thầy sẽ xét một khoảng lân cận thôi nhá, một khoảng lân cận nhá, thầy không xét trên toàn trục số các em nhá, một khoảng lân cận tại x bằng 0 nhá, càng gần 0 càng tốt. Đấy, khoảng ví dụ khoảng từ A đến B rất là xấp xỉ tiến dần đến 0. Thì y phẩy phải đổi dấu từ đâu sang đâu nhỉ? Từ âm sang dương thì nó mới là cực tiểu được. Nó mới là cực tiểu tại x bằng 0 được, đúng nhờ? Đấy, chúng ta học. Cái này nó thiên về cái gọi là cái bài đầu tiên liên quan đến mở đầu về cực trị. Khi các em học về mở đầu cực trị, các em phải hiểu là để mà đặt cực tiểu tại x bằng 0 thì y phẩy qua 0 nó phải đổi dấu từ âm sang dương, nhớ chưa nhá? Đấy, tại vì hàm số có đạo hàm trên R mà, có đạo hàm trên R. Và tại 0 thì y phẩy có bằng 0 hay không? Ở đây tại 0 y phẩy, hiển nhiên y phẩy tại 0 bằng 0. Đúng nhờ? Thầy viết lại y phẩy nó sẽ bằng là x mũ 3 nhân với đây là 8x mũ 4 này cộng với 5 lần m trừ 2 nhân với x mũ mấy đấy? À, nhân x thôi, đúng không nhỉ? Nhân x thôi, đúng không? Trừ đi 4 lần m bình phương trừ đi 4. Rồi, ok. Bây giờ các em nghe này. Ở đây chúng ta muốn quan tâm đến dấu của y phẩy thì y phẩy được cấu thành bởi hai cái yếu tố nhân với nhau, thứ nhất x mũ 3 và thứ hai là cái này. Cái này có lẽ chúng ta sẽ gọi là hàm hx đi nhá. Chúng ta sẽ đặt hx là cái hàm số là 8x mũ 4 này cộng với 5 lần m trừ 2 nhân x trừ đi 4 lần m bình phương trừ 4. Thì cái cấu tạo của cái y nó sẽ có hai cái hàm số nhân với nhau, thứ nhất là hàm số x mũ 3 và thứ hai là hàm số hx. Khi x đi qua điểm 0 thì x mũ 3 sẽ đổi dấu từ đâu sang đâu nhỉ? Từ âm sang dương, điều này hiển nhiên, đúng nhỉ? Đấy, x nhỏ hơn 0 thì âm, x lớn hơn 0 thì dương. Như vậy để mà y đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua 0 ấy thì hx phải đổi dấu như thế nào? Các em nhớ là hai này nhân với nhau ra anh này. Vậy thì đây là âm nên cái này phải đổi dấu từ dương. H0 thì các em chưa biết nhá, H0 ở đây cụ thể nó bằng âm 4 lần m bình phương trừ 4, các em để im đấy đã. Đây chính là H0 này, các em để im đấy đã. Và khi x đi qua 0 thì đây là dương, dương thì tiếp tục dương. Như vậy về mặt nguyên tắc, các em cần tìm m. Các em cần tìm m để sao cho nôm na là khi x đi qua 0 ấy thì hx nó sẽ đổi dấu từ từ dương sang dương. Khi x đi qua một khoảng lân cận của 0 như vậy. Các em hiểu đấy không? Thầy không xét toàn trục số nhá, thầy khoa xét một khoảng lân cận rất nhỏ của 0 thôi nhá, tại vì đây là chúng ta đang quan tâm đến cực trị thì chúng ta quan tâm một khoảng lân cận rất nhỏ như vậy thôi. Vậy về bản chất bài toán này cuối cùng các em đi cần tìm m để hàm số hx này. Hàm số hx này. Đây, hàm số này. Đó, hàm số này đổi dấu từ dương sang dương khi đi qua 0. Đúng nhỉ? Đấy, đây là cách rất là bản chất. Và các em hiểu được cách này thì rất là tuyệt vời. Thì rõ ràng cái điểm ở giữa này, cái điểm ô vuông này, cái ô vuông nó chính là bằng H0 đúng không nhỉ? Đó. H0 là gì? Bằng âm 4 lần m bình phương trừ 4. Ở đây thầy sẽ có 3 khả năng của H0. Khả năng thứ nhất
khả năng 1 đây chúng ta sẽ kéo nó lên đây. Khả năng 1 này. Tức là cho ghi trường hợp 1 đi. Trường 1 này. Đó là H0 dương. Nào H0 dương thì điều gì xảy ra? Ở đây nôm na là như này nhá. H0 dương ấy hàm số liên tục mà lại có H0 dương, ví dụ như này. Đây H0 đây, đây trục hoành nhá. H0 đây. H0. H0 nằm trên trục hoành. Thì rõ ràng khi x đi qua 0 nhá, rõ ràng khi x lướt nhẹ qua 0 nhá. Ví dụ x em tưởng tượng x mà âm 0,0000001 nó càng ngày càng sát vào điểm 0 thì Hx của chúng ta tiếp tục nó vẫn tiếp tục phải dương, nó rất gần với H0 mà nó sẽ dương. Và x bằng 0,0000001 mãi 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 một như vậy nhá. Tóm lại nó rất nhỏ điểm 0 thì nó cũng tiếp tục dương, vậy nó phải đổi dấu từ dương sang dương. Vậy H0 dương là thỏa mãn ngay. Và trong trường này các em sẽ có tương đương với là m bình phương trừ 4 sẽ âm, tương đương với âm 2 bé n m bé n 2. Như vậy cái đầu tiên ok, được chưa? H0 dương là thỏa mãn. Nhớ chưa nhỉ? Nhá. Rồi, trường hợp số 2. H0 bằng 0. H0 bằng 0 thì điều gì xảy ra? Nào, H0 bằng 0 điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi m bình phương trừ 4 bằng 0. Lúc này các em sẽ có được hoặc là m bằng 2 hoặc m bằng âm 2. Lúc này các em phải thử vào để các em xem là có đúng là Hx đổi dấu từ dương sang dương hay không. Nhá. Thì với m bằng 2 thì Hx bằng gì? Thì Hx bằng, các em thay vào đây này, 2, 2 thì triệt tiêu ở đây còn lại là 8x mũ 4. Còn m bằng âm 2 thì Hx bằng gì? Các em thay vào đây luôn nhá. Âm 2 cái này triệt tiêu này. Đây là 8x mũ 4 này. Cộng với 20x. Rồi các bạn nghe kỹ đoạn này này, nghe kỹ đoạn này này, nghe kỹ đoạn này này. Nghe kỹ đoạn này nhá, không hiểu đâu. Ở đây các em thấy là ở đây nhá, các em chú ý quan sát thật kỹ này. Hx của chúng ta bằng 8x mũ 4 thì 8x mũ 4 của chúng ta là một giá khi mà x đi qua điểm 0 ấy, khi x đi qua điểm 0 thì rõ ràng là Hx sẽ đổi dấu từ dương sang dương. Vì x bằng 0 nó là nghiệm bội 4 đúng không nhỉ? Nghiệm bội 4. Đấy, tóm lại nghiệm bội chẵn của cái phương trình là Hx bằng 0. Đấy, x đi qua điểm 0 nó đổi dấu dương sang dương. 8x mũ 4 thì luôn luôn lớn bằng 0, tại x bằng 0 thì x bằng 0. Vậy thì cái trường hợp này nó thỏa mãn, nó đảm bảo được cái yếu tố đây, nó thỏa mãn. M bằng 2 thỏa mãn nhé các em nhé, thỏa mãn nhé, các bạn chú ý nhé. Rồi, M bằng âm 2 thì điều gì xảy ra? M bằng âm 2 thì lúc này các em sẽ có được Hx bằng 8x mũ 4 cộng với 20x. Lúc này các em đặt x làm thừa chung trong còn là 8x mũ 3 cộng 20. Thì x bằng 0 lúc này nó là nghiệm đơn rồi, lúc này nó nghiệm đơn rồi nhá. Thì khi x đi qua 0 thì chắc chắn nó sẽ đổi dấu, Hx của chúng ta sẽ đổi dấu, cụ thể trong trường này đổi dấu từ âm sang dương này, khi x đi qua 0. Đúng nhờ, đấy, x lớn 0 thì nó dương, x nhỏ 0 thì nó âm. Vậy thì không phải nhỏ không nhá, thầy chỉ xét khoảng lân cận nhá, lân cận khi đi qua không, thầy không xét toàn trục số đâu. Nếu toàn trục số các em phải quan tâm đến cả điểm căn bậc 3 của âm 20/8, nhưng không cần quan tâm đến điểm đấy, chỉ cần biết là x đi qua không nó đổi dấu và từ đó nó không thể có chuyện này được, không thể có chuyện này được, tại vì ở đây chúng ta muốn làm sao cho x đi qua không nó không đổi dấu và nó nhận giá trị đổi dấu từ dương sang dương, nó không phải đổi dấu, tức là nó dương tiếp tục dương. Như vậy thì ở đây cái m bằng 2 không thỏa mãn. Rồi còn trường hợp thứ ba đó là H0 nhỏ hơn không. H0 nhỏ hơn 0 thì hiển nhiên không thỏa mãn luôn. Vì lý do gì? Như cái trường đầu tiên thôi, H0 nhỏ hơn 0, ví dụ đây, chú đây là 0 đây, H0 đây. H0 nhỏ hơn 0 thì cái hàm số Hx của chúng ta khi x lướt nhẹ qua 0 ấy, nó sẽ đổi dấu từ âm sang âm, chứ không có chuyện dương sang dương đâu nhá. Âm sang âm. H0 bằng 0, H0 nhỏ hơn 0 không thỏa mãn. Như vậy đáp số bài toán này là gì? Nào, âm 2 nhỏ hơn m nhỏ hơn 2 và m bằng âm 2 thỏa mãn. Đáp số là âm 2 bé hơn m bé hơn bằng 2. Đó không phải. Thì các bạn chọn đây cái phương án là gì? Âm 1, 0, 1, 2 thì có 4 giá trị. Thì chọn C nhá, chọn C. Đó thế thôi, 4 giá trị. Bài toán này là bài toán là nếu mà các em làm theo cách này, các em phải hiểu khá là sâu. Và thầy nói chung ấy là thầy cũng khuyến khích các bạn là nên làm theo cách này. Vì cách này là các em hiểu rất sâu về cái cực trị, hiểu rất sâu về bản chất của cực trị, đổi dấu như thế nào. Và quan trọng nhất là x đi qua điểm 0, nó đổi dấu từ âm sang dương thì để đạt cực điểm. Thì cũng tương tự như vậy, các em hãy giải quyết bài toán liên quan đến cực đại và các em hãy xem các cái mã đề năm 2019 ấy, 2018 ấy, cái câu này ấy, thì người ta chỉ có thể biến tướng vào các mã đề ở các cái giá trị khác nhau, ví dụ là m cộng 3 nhân m bình phương trừ 9 hay là m trừ 4 nhân m bình phương trừ 16 vân vân và vân vân, thì hoàn toàn tương tự thôi, các em cũng hoàn toàn có thể xử lý được. Thậm chí cái đây là x mũ 12 các em vẫn làm được nhá. Đấy, nếu mà các em làm cái này nhá. Tất nhiên cách kia thì các em cũng làm được, nhưng cách kia nó là cách mà các em phải tính đoạn cấp cao, cụ thể là như thế này. Các em tính y phẩy xong, các em thấy là y phẩy tại 0 vẫn bằng 0, các em tính tiếp y 2 phẩy. Y 2 phẩy là 8, 8 nhân 7 nhân với x mũ 6 cộng với 5 nhân 4 nhân với m trừ 2 x mũ 3.
trừ đi 4 nhân 3 nhân với m bình phương trừ 4 nhân x bình phương. Đó, xong các em lại tính tiếp y 3 phẩy. Nó bằng 8 nhân 7 nhân 6 nhân x mũ 5 cộng 5 nhân 4 nhân 3 nhân x m trừ 2 nhân x mũ. Thầy không muốn tập trung vào cách này, vì sao? Cách này nó thuộc cái kiến thức mà nó là cái mẹo thôi chứ nó không phải là cách bản chất. Đó, sau này em muốn giải thích được cách này tại sao lại thế thì các em phải dùng cái kiến thức cao hơn, kiến thức đại học ấy. Nên thầy không muốn đưa cho các bạn cái lời giải cách này một cách đó. Thì nếu mà các em dùng cách này ấy, thì các em tính đến đạo hàm cấp 4 nhá. Đến đạo hàm cấp 4 thì đạo hàm cấp 4 ok rồi, 4 là số chẵn rồi. À, 4 là số chẵn rồi. Thế nên các em xét y 4 tại 0 thì nó sẽ bằng 4 âm 4 dây thừa nhân m bình phương trừ đi 4. Thế thôi nhá. Thì đối với cách này ấy, để mà hàm số đạt cực tiểu ấy, thì thứ nhất là các em sẽ phải có được là y tại 0 thì bằng 0, y 2 phẩy tại 0 bằng 0, y 3 phẩy tại 0 bằng 0, cái này tiếp tục bằng 0, đến y 4 phẩy tại 0 thì lúc này các em sẽ giải quyết cái vấn đề như này. Y 4 tại 0 ấy, các em sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường thứ nhất nó bằng 0 hoặc là y 4 tại 0 nó sẽ như thế nào nhỉ? Cực tiểu đúng không? Cái tiểu thì là gì? Cực tiểu trong cái trường hợp là y 2 phẩy đó giống với quy tắc 2 tìm cực trị. Nhưng ở đây các em tính đến đạo hàm cấp 4 nhá, thì nó sẽ bằng, để thầy tính nào, nó sẽ phải lớn hơn 0, cực tiểu phải lớn hơn 0, đúng nhờ. Đấy, tức là các em sẽ có hai trường hợp xảy ra, m bằng 2 hoặc m bằng âm 2 trong trường y 4 lại 0 bằng 0, hoặc là âm 2 nhỏ m nhỏ 2. Thì ở đây các em chỉ có m bằng 2 thỏa mãn, các em thử lại, các em thay vào, các em giống như vậy trước thôi, đổi dấu, cái m bằng 2 không thỏa mãn. Cách này thì không hay lắm vì cách này nó không thiên hướng về bản chất, mặc dù là nó sẽ giúp các em giải quyết nhanh hơn nhá. Thì cách này thì ở trong khóa học thì thầy sẽ nói sâu hơn về cách này một chút, tuy nhiên thầy không muốn trình bày ra một cái lời giải bài này, mà nhất là các em ở thời điểm đầu năm các em giải quyết theo cách này thì các em sẽ dùng mẹo bực nhiều quá. Tốt nhất là các em cứ luyện tập theo cách này đi. Đấy, có hai lý do mà thầy không muốn đưa cái cách này vào cái lời giải cụ thể ở đây để chi tiết. Thứ nhất là cách này nếu như các em luyện tập quen ấy thì các em thấy nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Các em phân tích này xong các em thấy là cái dấu của chúng ta, các em quan tâm là cái dấu của hx nó phải đổi như thế nào, từ dương sang dương, từ dương sang âm như thế nào. Sau đó các em xét ba trường của h0 và các em nhớ h0 lớn 0 thì luôn luôn thỏa mãn nhá. Nếu như đây là đổi dấu từ âm sang âm thì h0 nhỏ 0 lại là thỏa mãn, còn h0 lớn 0 không thỏa mãn. Như vậy thì cái h0 lớn 0 thỏa mãn rồi, còn mỗi cái h0 bằng 0 mà thôi các em xử lý. Thì đối với cách đầu tiên này thì cái bài nào hầu như bài nào các em cũng làm được. Các em nhớ này, thầy lấy ví dụ nhá, thầy lấy ví dụ này này, thầy sửa đề một tí, đây là x mũ 3 đi. Thầy sửa đề một tí, ví dụ thầy sửa đề là x mũ 3. Thì câu chuyện chúng ta sẽ đặt 3 lần, đây là x bình phương. Thì khi các em đặt, các em chỉ có đặt x bình phương làm thừa chung thôi. Thế nên nếu mà là x mũ 3 thì câu chuyện nó sẽ có sự khác biệt nhỏ nhỏ. X bình phương làm thừa chung, đây là x mũ 5, đúng nhờ. Cộng với 5 lần đây là, đây này, x bình phương làm thừa chung thì 5 lần đây là x bình phương, đúng nhờ, 5 là x bình phương. Còn đây là trừ đi 3 lần m bình phương trừ 4. Thế thì bây giờ nhá, các em vẫn làm theo cái tư tưởng đấy, vẫn là hx như thế, nhưng mà x bình phương sẽ đổi dấu từ dương sang dương, nên các em cần phải làm sao cho anh này đổi dấu từ âm sang dương. Đấy, thì vẫn cái tư tưởng như vậy nhá. Các em vẫn có 3 trường hợp của hx. H0 lớn 0 không được, H0 nhỏ 0 cũng không được luôn, đúng nhờ. H0 lớn 0 nó đổi dấu từ dương sang dương, H0 nhỏ 0 đổi dấu từ âm sang âm. Như vậy H0 bằng 0 mà các em chọn làm sao cho nó đổi dấu từ âm sang dương. Đấy, lôm na là cái ý tưởng của chúng ta. Chúng ta vẫn làm tương tự như vậy, kể cả đây có là x bình phương. Quan trọng nhất là các em xem cái dấu của nó đổi như thế nào nhá. Thì đấy là cách đầu tiên. Còn cách thứ hai, cái đấy là lý do đầu tiên, là lý do đầu tiên là lý do mà thầy nói rồi. Cách một làm các em luyện tập, các em hiểu sâu bản chất và các em làm cũng thấy nó nhanh thôi, nó không đâu một tí nào đâu. Mặc dù nói cách hai là cách mẹo làm nhanh hơn đấy, nhưng mà nếu mà các em làm cách một quen chưa chắc cách một nó đã lâu hơn cách hai. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cách số 2 này, nếu mà nói nếu mà giảng tại sao nó lại như thế thì nó sẽ thuần về cái kiến thức đại học đấy. Thế nên thầy không muốn đưa cho các bạn lời giải trình bày cụ thể cách số 2 này ra nhá. Thì cái này thầy sẽ nói sâu hơn trong khóa học. Rồi, bài toán này thì các bài toán tương tự thì các em cố gắng là theo đó các em làm nhá. Chúng ta kết thúc cái bài toán này ở đây để chơi nhỉ.